Khi sử dụng cái này, ngoài cái việc mà nó hỗ trợ chúng ta, nó điều trị về vấn đề xương khớp, thì nó còn phòng được cái vấn đề là tai biến, đột quỵ. Người không có bệnh, uống phòng bệnh, sống lâu hơn. Người có bệnh, sử dụng nó thì sẽ giúp hết bệnh. Công dụng thọ ti tử nè, mà là một trong những cái loại dược liệu có tác dụng quý giá nhất của thọ ti tử là hỗ trợ điều trị liệt dương ở nam giới nè. Thọ ti tử điều trị thận hư nè, đau lưng nè, mỏi gối nè, hỗ trợ điều trị chứng tiểu đêm nhiều lần nè, tả lị lâu ngày nè, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư nè, bổ bất túc ích khí nè, uống lâu ngày sẽ giúp sáng mắt và tăng tuổi thọ, hỗ trợ điều trị phong thấp, đau nhức xương khớp. Đó là những công dụng thật quý giá của cái thọ ti tử, nhưng đôi khi chúng ta không có tham khảo về đông y thì chúng ta không biết. Ngày xưa thì 60-70 tuổi chúng ta mới bắt đầu đau nhức xương khớp. Càng ngày thời buổi càng hiện đại, người ta nói hiện đại thì hại điện. Còn đằng này, càng hiện đại thì càng hại xương, hại sức khỏe. Vì sao? Vì chạy theo cái cuộc sống hiện đại thì chúng ta cần phải có những cái thu nhập cao để có một cái số vốn, số tiền nhiều để chúng ta sinh sống cho nó hợp với cái thời đại. Điều đó chúng ta phải lao động thật nhiều. Thì lao động nhiều thì chúng ta mới có cái khoản thu nhập nhiều. Như vậy thì cái áp lực của công việc lâu ngày dài tháng làm nhiều quá thì đôi khi là sức khỏe chúng ta nó bị xuống. Và đôi khi thì cái biểu hiện đơn giản đó là mệt mỏi, lâu ngày thì đau nhức xương khớp. Bây giờ là 30-35 tuổi là đã thấy đau nhức xương khớp rồi. Ngày xưa năm mấy 60 mới đau nhức xương khớp, mà cũng ít người bị lắm, 10 người gần 5-3 người bị thôi. Bây giờ như bị hết luôn. Nhất là cuộc sống. Phan Hải đã chia sẻ rất là nhiều cái bài thuốc để hỗ trợ điều trị về vấn đề đau nhức xương khớp. Nhưng đâu phải ai cũng lấy được đâu, đâu phải ai cũng tự đi tìm được đâu. Thứ nhất là chúng ta đang ở thị thành này, không có tìm được nè. Lý do thứ hai là chúng ta đang cái làm việc nè, không có thời gian. Cái thứ ba là đem về để chỗ đầu phơi. Nói chung nó khó khăn lắm. Phan Hải suy nghĩ lại rất là nhiều. Và thêm một cái lý do nữa, đó là Phan Hải đã chia sẻ bài thuốc dân gian cho các anh chị mình đã từ rất lâu rồi, 5-7 năm rồi, gần 7 năm rồi. Trong cái khoảng thời gian đó cũng có rất là nhiều người lấy cái hình ảnh của Hải để buôn bán thuốc và trục lợi. Thì cô bác chị mình tin tưởng Hải quá, nghe nó Hải là mua liền. Rồi bắt đầu là tiền mất mà tật mang. Cộng nhiều cái lý do đó lại, thì cách đây khoảng vài tháng thì Phan Hải mới quyết định là cho cô bác chị mình, xin cho cô bác chị mình cái số Zalo. Khi nào cô bác chị thật sự là khó khăn trong vấn đề mà kiếm thuốc, mà mua thuốc, hoặc là những cái vấn đề mà này nọ về dược liệu, thì Phan Hải sẽ mua hộ cho quý quả chị mình để chúng ta an tâm hơn. An tâm hơn trong cái vấn đề mà điều trị bệnh đó. Thì bài thuốc hôm nay Phan Hải cũng chia sẻ cho quý quả chị mình là cái bài thuốc hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp rất là tốt trong dân gian. Chúng ta đã kết hợp lại một số cái vị đấy. Thì loại thuốc này, cái bài thuốc này thì nếu như chúng ta đủ điều kiện thì chúng ta cũng có thể đi tìm được. Nhưng mà thấy rất là ít người mà chia sẻ lên, không kinh doanh, không buôn bán, không mua hộ. Cô bán chị mình tham khảo cái bài thuốc cho dù nó hay đến mức độ nào, nhưng không có tiếp cận được thì như vậy cũng vô nghĩa thôi. Đấy, thì trong bài thuốc này thì Phan Hải, nếu như cô bán chị mình mà có không có mua được, không có tìm được, thì Văn Hải cũng có nhận mua hộ cho quý quán chị mình thông qua cái số Zalo này. Thì sau lưng Hải đây là những cái thông tin mà cô bán chị mình muốn có số Zalo của Hải và nhờ Hải mua hộ dược liệu ha. Đây, cô bán chị đọc kỹ ha. Rồi, chúng ta đi vào bài thuốc thôi. Bài thuốc hôm nay nó gồm có 3 vị. Thì cái bài thuốc này Phan Hải đã cũng chia sẻ từ rất lâu rồi.
Và chính người nhà của Hải cũng đã áp dụng và nó đã có kết quả rất là tốt rồi. Đó, cho nên là Phan Hải cũng muốn lan rộng ra để xem cô bán chị nào có hợp cơ địa hay không, hoặc là có cần hay không, để chúng ta có thể áp dụng rất là tuyệt vời cho cô bán chị mình. Ở thuốc này thì gọi là thuốc nam của bán chị mình ha, chứ không phải thuốc bắc đâu ha. Đó, cho quý bán chị mình hiểu cho kỹ bài thuốc nam. Đấy. Thì đầu tiên trong cái bài thuốc này thì cái vị đầu tiên đó là cái vị dây đau xương. Dây đau xương này á là một dạng dây đây, anh hãy cho cô bán chị mình xem nè. Dây đau xương nè. Đây. Dây đau xương đây. Hôm trước cách đây mấy ngày Hải có chia sẻ của bán chị mình là cái dây cóc không? Dây cóc thì cái dây nó cóc dữ lắm. Còn cái dây này nó không có cóc này, thấy không? Nè, dây đau xương này, nó chỉ mục nhỏ nhỏ thôi, nó không có cóc. Không có một cục bự ha. Đó, dây đau xương. Đây, cái đây này có một cái sợi dây này. Dây này là dây loại dây mà giúp các anh. À, giúp các anh đó là người ngủ mà củ thức á. Mấy anh mấy chú muốn mình chia sẻ thì cứ comment dưới phần nhận xét ha, comment nhiều vào thì mình sẽ chia sẻ cái dây đó. Cũng dễ thôi, cũng dễ tìm mua lắm mà cũng rẻ lắm, mà cũng dễ tìm lắm. Nếu mà chúng ta ở khu vùng cao vùng núi thì dễ tìm lắm. Rồi thì đó là cái dây đau xương ha, hôm nay chia sẻ của bác chị mình đây. Dây đau xương này nó có công dụng là như cái tên của nó vậy. Nó trị đau nhức xương khớp. Nhưng có cái hay nó vừa trị phong thấp mà nó vừa trị bệnh gút được. Tuyệt vời không? Đấy. Thì cái dây đau xương này là trong đông y người ta gọi là khoan cân đằng. Thì công dụng của nó nè, điều trị tê bại nè, xương khớp đau nhức nè, điều trị đau vai gáy nè, điều trị tràn dịch khớp gối nè. Làm thuốc hỗ trợ điều trị thoái hóa xương khớp nè. Đó, chấn thương tụ máu nè, dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh gút nè, hỗ trợ điều trị bệnh sốt rét kinh niên. Đấy, cô bác chị mình thấy nó giống cái dây cóc là cái gì không? Cái dây cóc nó cũng trị sốt rét mà cái dây này nó cũng trị sốt rét. Đấy. Thì đó là cái công dụng của cái dây cóc này, cái dây đau xương này. Đấy. Khi mà chúng ta lấy ra ở ngoài á thì nó sẽ như thế này. Đấy. Không có thấy được đây. Người ta giạt ra, cái dây người ta giạt ra. Khô như thế này. Đấy. Khô như thế này. Rồi. Đó là công dụng của dây đau xương. Bây giờ chúng ta hãy đi đến công dụng của một cái loại thuốc khác, đó là đây. Đây là cái ngưu tất. Cái ngưu tất là gì? Ngưu là trâu, tất là cái đầu gối trâu. Nghĩa là chúng ta sử dụng nó thì nó sẽ xương khớp chúng ta nó sẽ mạnh và vững như cái chân trâu. Đấy. Thì cái ngưu tất này cái tuổi thọ khi mà khai thác á, nó tầm phải 3-4 năm thì cái củ nó mới được như vậy. Lấy ra luôn cho các bạn chị mình xem thôi. Đấy. Nó được như vậy. Cái củ nó rất là đẹp ha. Cũng rất là nhiều của bác chị mình sau khi Phan Hải chia sẻ đó thì cũng ra đồng lấy cái rễ cỏ xước về. Nhưng mà thường thì công dụng nó sẽ không cao bằng, bởi vì là cái rễ cây cỏ xước đó thì cũng nửa năm cũng còn non. Còn cái rễ này đấy, nó dài lắm như của bác chị đây. Cái gan của Hải là 2 tấc 2 hay tấc 3 mà cái này nó dài lắm ha. Đây củ này là phải khô rồi, khi mà còn tươi nó bự lắm ha, bự lắm, còn tươi chắc có bả lớn như nè. Này phải khô rồi mà bả lớn như nè. Đấy, rất là thơm, nhưng mà khi chúng ta nấu nó có vị hơi chua. Bữa giờ của anh chị mình nhờ Phan Hải mua hộ á thì cũng rất là nhiều người nấu uống mà nói ủa sao ơi, Hải ơi chua. Đúng rồi, nó chua, nó hơi chua ha. Và sau khi nấu xong chúng ta uống xong cái nước thì tôi thấy tiếc tiếc cái này lấy ăn luôn cũng được. Ăn luôn cái củ này cũng được, lúc đó mềm rồi. Ở công dụng của nó nè, công dụng nó là bồi bổ gan thận, tăng sinh lý, mạnh gân xương, điều trị đau nhức xương khớp, có tác dụng là tăng cường lưu thông máu, làm tan cục máu đông. Nó trị huyết áp cao, hạ cholesterol xấu trong máu, có nghĩa là nó hạ máu nhiễm mỡ đó. Trị chứng xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim,
viêm đa khớp. Đó. Có nghĩa là khi sử dụng cái này, ngoài cái việc mà nó hỗ trợ chúng ta nó điều trị về vấn đề xương khớp, thì nó còn phòng được cái vấn đề là tai biến, đột quỵ. Rất là tuyệt vời luôn. Ngoài cái công dụng, những cái công dụng đó thì nó còn thêm cái công dụng là điều trị bế kinh tắc kinh. Có nghĩa là các cô, các chú ai cũng có thể đều uống được, không phân biệt. Đó là cái công dụng của cái ngưu tắc này. Rất tuyệt vời. Người không có bệnh, uống phòng bệnh, sống lâu hơn. Người có bệnh, sử dụng nó thì sẽ giúp hết bệnh. Rồi. Dược liệu thứ ba. Đây. Dược liệu thứ ba đó là thỏ ti tử. Thỏ ti tử này á là cái hạt của dây tơ hồng. Dây tơ hồng vàng hoặc dây tơ hồng xanh. Thì cái hạt của dây tơ hồng gọi là thỏ ti tử. Thỏ ti tử này nó có cái công dụng là giúp ấm thận, giúp ấm thận, bổ thận, tăng cường sinh lực, bổ thận tráng dương, hỗ trợ điều trị thoái hóa đau nhức xương khớp do thận hư, thận dương hư đấy, hoặc là thận hư cũng được. Đó là công dụng. Để hãy đọc cái công dụng của nó cho cô bác chị mình nè. Công dụng thỏ ti tử nè, mà là một trong những cái loại dược liệu có tác dụng quý giá nhất của thỏ ti tử là hỗ trợ điều trị liệt dương ở nam giới nè. Thỏ ti tử điều trị thận hư nè, đau lưng nè, mỏi gối nè, hỗ trợ điều trị chứng tiểu đêm nhiều lần nè, tả lị lâu ngày nè, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư nè, bổ bất túc ít khí nè, uống lâu ngày sẽ giúp sáng mắt và tăng tuổi thọ, hỗ trợ điều trị phong thấp, đau nhức xương khớp. Đó là những công dụng thật quý giá của cái thỏ ti tử. Nhưng đôi khi chúng ta không có tham khảo về đông y thì chúng ta không biết. Đó, tuy nó hạt nó nhỏ như vậy. Đây, hạt nó nhỏ thôi. Nhưng mà công dụng nó lại rất là tuyệt vời. Hạt li ti li ti nè. Ha. Đó. Nhưng mà công dụng nó lớn lắm. Đó. Thì đó là ba cái vị thuốc hôm nay Phan Hải muốn chia sẻ cho quý bác chị mình. Từ cái video hôm nay. Video hôm nay cũng hơi dài ha. Nhưng mà hãy muốn chia sẻ cho thật kỹ cho quý bà chị mình để chúng ta tham khảo ha. Rồi, đầu tiên là dây đau xương, chúng ta lấy 30g. 30g á, 1kg nó có 1000g, 1kg nó có 10 lạng, mỗi lạng 100g thì chúng ta chỉ lấy 30g dây đau xương như thế này. Rồi. Về cái ngưu tắc này. Ngưu tắc thì cô bán chị mình cũng lấy cho Hải là 30g ngưu tắc như thế này. Về á, nếu mà cái nó như thế này, còn nó không có khô cứng đâu ha, nó mềm mềm như thế này, mềm mềm, thì chúng ta sử dụng á, nếu chúng ta mua nhiều thì 10 ngày, 15 ngày chúng ta, ngày nào nắng gắt á, chúng ta đem vào phơi, phơi nắng một lần, phơi xong đem vào bỏ ngăn mát tủ lạnh, cái loại này, đó. Thơm lắm. Rồi 30g, bỏ vào chung với lại dây đau xương luôn. Rồi, thỏ ti tử nè. Thỏ ti tử thì cô bán chị mình lấy cho Hải cái muỗng cà phê á, 2 muỗng. Bỏ vào cái nồi đó. Có nhiều cách để sử dụng thì Phan Hải chia sẻ hết cho quý anh chị mình luôn. Thứ nhất là đổ 2 lít nước, nấu sắc còn 1 lít nước, còn 1 lít đi. Còn 1 lít thì chia đều uống trong ngày. Cách thứ hai là đổ 2 lít nước, nấu sắc cho Hải còn đổ 1 lít nước chứ, 1 lít nước nấu sắc cho Hải còn 2 chén. 1 lít nước, cách thứ hai là 1 lít nước nấu sắc còn 2 chén và chia đều uống trong ngày. Đó. Và cách thứ ba là đổ 2 lít nước nấu sắc còn 1,5 lít chia đều uống trong ngày. Thì chúng ta, nếu chúng ta thảnh thơi ở nhà thì chúng ta nấu 2 lít còn 1,5 lít chia đều uống trong ngày. Nếu chúng ta đi làm thì chúng ta nấu còn 1 lít bỏ vào cái bình á, bình giữ nhiệt á, chia đều uống trong ngày. Nếu chúng ta mà gấp quá, mỗi gấp quá thì cứ lấy 1 lít nấu còn hai chén, cái chén cơm á, chia đều uống trong ngày. Và tất cả những cái cách này khi chúng ta nấu và sử dụng thì chúng ta cũng cần nên sử dụng khi dược liệu còn ấm ấm là tốt nhất. Đừng uống nguội quá, uống ấm ấm là tốt nhất, và uống trong ngày, chúng ta nghĩ uống hết trong ngày thôi. Cái thứ ba nữa là kiêng cữ nè. Thứ nhất ấy, là kiêng cữ rượu bia. Rồi thứ hai nữa là không được ăn măng, bồ ngót, giá đỗ đậu xanh, rau muống. Rồi những thịt đỏ, ví dụ thịt cá biển, thịt bò rồi đó, chúng ta kiêng nguyên cái đó. Nhộng ong rồi đó, kiêng.
không ăn, khi nào hết bệnh ăn. Rồi nếu chúng ta muốn kết quả nó còn nhanh hơn như vậy thì nhanh hơn thì chúng ta sẽ kết hợp với châm cứu. Thường khi chúng ta điều trị xương khớp thì chúng ta phải kết hợp với châm cứu hoặc bấm huyệt, thì như vậy nó mới có kết quả cao nhất trong cái phác đồ điều trị của đông y về xương khớp. Nếu chúng ta chỉ uống thuốc không thì bệnh nó sẽ hết chậm, nếu chúng ta châm cứu không thì bệnh nó hết rồi sau này tái lại. Nếu chúng ta kết hợp với châm cứu và uống thuốc thì nó sẽ rất tuyệt vời cho chúng ta. Rồi. Như vậy thì hôm nay Phan Hải đã chia sẻ xong cho quý mấy chị mình một cái bài thuốc rất là tuyệt vời cho quý mấy chị mình để hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, thoái hóa xương khớp, thận hư, thận yếu. Nếu chúng ta muốn có điều kiện nữa thì chúng ta sẽ kết hợp với lại thuốc ngâm rượu. Thì ăn trong ăn cơm thì chúng ta sẽ uống 1-2 ly rượu nhỏ chuyên về trị về xương khớp. Ăn cơm khoảng 30 phút sau, khoảng nửa tiếng sau thì chúng ta sử dụng cái thuốc này. Kết hợp như vậy và châm cứu luôn thì đó là một cái gọi là một cái tinh thần điều trị bệnh chuẩn nhất. Để chúng ta gì? Để chúng ta có thể nhanh chóng kết thúc cái quá trình hỗ trợ điều trị bệnh. Nó sẽ nhanh hết thôi. Đấy. Hãy xin nhắc lại nè, muốn bệnh thật nhanh hết thì chúng ta sẽ kết hợp với lại thuốc sắc uống nè, thuốc ngâm rượu nè và châm cứu bấm huyệt. Tuyệt vời. Đó là khi mà chúng ta có điều kiện. Còn không có điều kiện thì chúng ta chọn một trong ba cái này bằng xung sao. Rồi. Thì cũng đã xong ha. Chia sẻ được vài thuốc lại cho quý anh chị mình mừng lắm. Rồi thì cũng đã xong. Thì cuối video Phan Hải cảm ơn quý anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Phan Hải kính chúc quý anh chị mình luôn mạnh khỏe và an lạc. Bây giờ xin chào. Hẹn gặp lại quý anh chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào những cái video tiếp theo.